Light Finance, the world of financial freedom. Các bạn thân mến, lựa chọn mức rủi ro phù hợp với bản thân là việc rất quan trọng trong trading. Điều này sẽ quyết định trader có chịu đựng nổi áp lực và theo đuổi quá trình giao dịch dài hạn hay không. Mỗi trader sẽ có một mức độ rủi ro riêng do mỗi người có khả năng chịu đựng khác nhau. Video hôm nay, mình sẽ cho các bạn biết cách để lựa chọn được mức rủi ro phù hợp với bản thân. Tại sao lựa chọn mức rủi ro lại quan trọng? Một nhà giao dịch huyền thoại đã từng nói rằng, hãy giao dịch khối lượng đủ nhỏ sao cho bạn có thể ngủ yên giấc về đêm mà không cần nghĩ về nó. Nếu bạn vẫn không ngủ ngon, hãy giảm khối lượng xuống nữa. Đây cũng chính là quy tắc đầu tiên trong quản lý vốn. Vào lệnh với khối lượng đủ nhỏ sao cho có thể đủ an toàn để ngủ ngon ban đêm. Giao dịch thực sự là một quá trình rất căng thẳng. Trader luôn muốn liên tục theo dõi giao dịch vì sợ những rủi ro bất ngờ gây thua lỗ. Trader đã có kinh nghiệm giao dịch thường thoải mái với việc chấp nhận một khoản tiền nhỏ bị mất đi bởi họ biết sẽ có các lệnh thắng bù lại và kiếm lại được nhiều hơn. Trader có kinh nghiệm không bao giờ chấp nhận mất số tiền lớn trên một giao dịch duy nhất. Họ biết một khi số tiền đó mất thì rất khó kiếm lại được. Ngược lại, trader mới thiếu kinh nghiệm lại rất thích vào lệnh lớn, sẵn sàng chấp nhận mất số tiền lớn để kiếm được số tiền lớn hơn. Đó là tư duy đánh bạc và điều này thường dẫn đến những kết quả rất thê thảm. Cách lựa chọn mức rủi ro phù hợp. Việc lựa chọn mức rủi ro không cần quá phức tạp. Quản lý vốn hiện tại chỉ có hai phương pháp chính là theo phần trăm vốn và theo số tiền cố định. Ví dụ, giao dịch chấp nhận rủi ro 2% vốn hay chấp nhận rủi ro 500 đô. Chỉ có bạn mới có thể đưa ra quyết định đâu là cách tốt nhất dành cho mình. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Chúc các bạn thành công! Light Finance, the world of financial freedom.